Nằm Mơ thấy tiền đô là điềm báo gì, tốt hay xấu? Khi ngủ mà mơ thấy tiền đô, mỗi người sẽ có những dự cảm và cách nghĩ khác nhau. Theo giải mã giấc mơ, những giấc mơ thấy tiền đô luôn mang lại cảm giác tốt lành. 1. Chiêm bao thấy tiền đô là điềm báo gì, tốt hay xấu? Mơ thấy tiền đô bị rách. Nếu đang có dự định kinh doanh thì hãy mạnh dạn đầu tư vì giấc mơ thấy tiền lần này sẽ đem lại may mắn cho bạn. Tuy nhiên vẫn cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng nhé mơ thấy tiền đô giả, bạn đang có thói quen tiêu tiền phung phí, mua đồ không cần nhìn giá. Bạn không nên cứ sống như thế, nếu không làm việc, không lao động thì dù có núi vàng cũng sẽ cạn. Hãy tiêu tiền một cách hợp lý, nếu không muốn sau này sẽ gặp phải cảnh túng thiếu. Mơ thấy tiền đô âm phủ, bạn dường như đã quên đi mối quan hệ của mình với người yêu bấy lâu nay không phát triển. Hãy dành nhiều thời gian hơn để chăm chút cho chuyện tình cảm của mình. Mơ thấy một đô bạn có một tấm lòng rất lương thiện, đây chính là lý do bạn luôn được mọi người yêu thương và giúp đỡ. Thời gian tới sẽ có quý nhân phù trợ che chở cho bạn. Mơ thấy hai đô. Nếu còn đang độc thân thì bạn sẽ nhanh chóng gặp được người yêu mến mình. Hãy trân trọng mối tình này vì đó sẽ là người đồng hành cùng bạn trên nhiều chặng đường sắp tới. Mơ thấy tiền đô cũ. Thời gian gần đây bạn đang bị những căng thẳng, áp lực bùa vây. Có lẽ điều đó khiến cho tâm trạng bạn trở nên dối bời, không biết chấm dứt những rắc rối ấy như thế nào. Mơ thấy tiền đô dưới nước, chiêm bao thấy tiền đô dưới nước thì điều này chứng tỏ bạn là một người bản lĩnh, không dễ dàng từ bỏ ước mơ cho dù có phải trải qua bao nhiêu sóng gió. Nếu như thành công chưa đến với bạn, đừng buồn lòng vì chỉ cần bạn có đủ quyết tâm và theo đuổi ước mơ đến cùng thì chắc chắn bạn sẽ thành công. Mơ thấy người khác cho mình tiền đô, có thể bạn sẽ bị một kẻ nào đó dụ dỗ, dỗ và lợi dụng nếu như bạn không đủ tỉnh táo thì sẽ bị lừa gạt tuy nhiên sẽ có người đứng ra che chở và hướng dẫn bạn vượt qua những khó khăn lần này mơ thấy được lì xì tiền đô sắp tới công việc của bạn có một số thay đổi nếu không tập trung bạn có thể mắc phải sai lầm không đáng có vì thế cần đầu tư thời gian hơn để suy ngẫm về công việc mơ thấy bị mất tiền đô chiêm bao này báo hiệu sắp tới sẽ có một đợt khủng hoảng nào đó về mặt tinh thần bạn cần chuẩn bị tâm lý của mình nhưng cũng đừng lo lắng vì mọi chuyện sẽ sớm qua nhanh. Mơ thấy nhặt được tiền đô. Đây có thể là điềm báo bạn sắp lập gia đình rồi. Vợ chồng bạn sẽ vô cùng hạnh phúc khi về chung một nhà. Tuy nhiên do sự khác nhau về khẩu vị ăn uống mà có thể hai bạn sẽ xảy ra cãi vã, bất hòa. Lời khuyên cho hai bạn là hãy nhường nhịn và lắng nghe nhau nhiều hơn. Mơ thấy tiền đô bị cháy. Chiêm bao này chứng tỏ bạn đang khao khát làm giàu và phát triển sự nghiệp khao khát này lớn tới mức bạn sẵn sàng trả giá thời gian sức khỏe của mình là một người khôn ngoan hãy biết cách tận dụng thời cơ của mình và nỗ lực làm việc bạn sẽ gặt hái được nhiều thành quả mỹ mãn